Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin những hình ảnh và người mê của Hoài Linh. Không thường xuyên chia sẻ, nhưng mỗi bức hình Hoài Linh đăng tải luôn hút vạn người bấm like. Trên trang fanpage nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có hơn 9 triệu người ủng hộ, xếp thứ 3 trong số các nghệ sĩ Việt có đông fan nhất trên mạng xã hội. Tỷ lệ thuận với sự yêu mến này, trang cá nhân của Hoài Linh dù chỉ có hơn 266.000 người theo dõi, nhưng lượng like yêu thích trong mỗi status dòng trạng thái đều rất khủng. Thậm chí, có những bức ảnh thu hút tới 500.000 lượt like, vượt gấp đôi số người theo dõi trên trang Facebook của anh. Bản tính giản dị không phô trương, Hoài Linh cũng dè dặt ngay cả với những bức hình trên trang cá nhân. Mỗi tháng, lượng hình ảnh của anh sẽ được đăng tải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nhưng mỗi lần Hoài Linh chia sẻ, dù chỉ là một tiếng thở dài, luôn có tới hàng vạn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt người vào bấm like yêu thích. Trong khi nhiều show Việt sẵn sàng chia sẻ trên các trang thương hiệu như một hình thức quảng cáo công khai, sau đó nhận về khoảng cách xê hậu hĩnh, thì Facebook của Hoài Linh chưa bao giờ chọn hình thức kinh doanh dễ dàng này. Trong ngôi nhà cá nhân, anh chỉ đôi lần ủng hộ đàn em bằng cách kêu gọi fan bỏ phiếu trên mạng cho ngôi sao đó. Sự chân thành không màng lợi lộc này đã khiến Hoài Linh không chỉ đẹp trong mắt người hâm mộ, mà còn được đồng nghiệp quý mến tôn trọng. Bức hình đăng ngày 30 tháng 3 năm 2016 đạt hơn 32.000 lượt like. Khi Hoài Linh phủ nhận tin đồn anh bị hôn mê sâu sau phẫu thuật, các fan sau thông báo này đã thở phào nhẹ nhõm, gửi lời chúc sức khỏe tới nam danh hài. Ngày 26 tháng 3 năm 2016, hơn 30.000 lượt like được dành tặng cho bức hình bữa cơm đơn sơ của Hoài Linh. Với anh, về đến nhà thấy như đây là ngon rồi, thêm một minh chứng cho phong cách giản dị không cầu kỳ trong cuộc sống, dù kiếm ra được tiền tỷ của Hoài Linh. Bức hình đăng tải ngày 21 tháng 3 năm 2016 nhận được 124.000 lượt like, dù chỉ kèm thêm dòng trạng thái chia sẻ đang rảnh. Các đồng nghiệp và fan hào hứng với bức ảnh ghi lại nụ cười lạc quan của Hoài Linh. Ngày 2 tháng 3 năm nay, bức ảnh của Hoài Linh ngồi ghế nóng nhận được 50.000 lượt like. Bức hình nụ cười tươi tắn được anh chọn làm ảnh đại diện thay thế ảnh cũ. Trong ngày sinh nhật mẹ ngày 15 tháng 9 năm 2015, Hoài Linh gửi tặng những lời chúc ý nghĩa tới đấng sinh thành. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu của chúng con, chúc mẹ luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ và mãi hạnh phúc. Bố và chị em chúng con cùng các cháu yêu mẹ, thần tượng của con." Tình cảm yêu mến và hiếu thảo của Hoài Linh dành cho mẹ được ủng hộ với hơn 15.000 lượt like. Đây là bức hình nhận được nhiều lượt yêu thích, đồng cảm nhất trên trang cá nhân của Hoài Linh. Anh đăng tải tấm ảnh vào ngày 11 tháng 7 năm 2015 và nhận được 504.000 lượt like. Kèm với hình ảnh, Hoài Linh chia sẻ: "Nằm lăn lóc chờ đợi để được quay. Ai nói tôi sướng là tôi buồn lắm nha, đã chấp nhận ăn chén cơm nghiệp tổ thì xá gì cực khổ với gian nan. Tượng đồng kia, bia đá cũng chẳng màng, chỉ mong hát mong cười cùng nhân thế." Ngày 20 tháng 12 năm 2014, Hoài Linh thay ảnh đại diện và nhận được 301.000 lượt like. Bức hình đơn giản với phông đen trắng, nhưng gương mặt nam danh hài khá trẻ trung so với loạt ảnh trước đó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!